Liên Hoa xin chào mừng quý vị độc giả đang cùng theo dõi Icon Share. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam Icon Ten 2024. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những chủ đề liên quan đến sáng tạo nội dung. Qua 4 số của Icon Share thì mọi người đã cùng tìm hiểu rất nhiều về chủ đề này. Chúng ta có những góc nhìn, hành trình, câu chuyện để thấy được đây là một cái nghề rất là thú vị, phức tạp nhưng mà cũng đòi hỏi thật nhiều những kỹ năng để hoàn thành sứ mệnh của một nhà sáng tạo nội dung số. Và trong ngày hôm nay, cũng để hoàn thành bức tranh Icon Share rực rỡ sắc màu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn fashionista và đồng thời cũng là nhà sáng tạo trên đa nền tảng, Châu Bùi. Xin chào Châu Bùi. Xin chào chị Trinh và chào tất cả khán giả đang đón xem Icon Share 2024. Và hôm nay thì Châu Bùi cũng rất là vui khi một ngày cuối năm thì hai chị em lại có một cái cơ hội nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau. Và thật sự là chị Trinh có biết là thật ra là đến ngày hôm nay á, là hôm qua em với các chị quản lý của em ngồi nói chuyện với nhau, nói là vèo một cái bây giờ đã là 10 năm em làm nghề, 10 năm làm nội dung, và đến em với các chị quản lý cũng không tin rằng là mình đã trải qua 10 năm mà nó vèo. Và cũng chẳng bao giờ mình ngồi lại và mình nói rằng là 10 năm qua mình đã làm được gì và kiểu những cái trải nghiệm của mình ra sao. Rất là ít khi em ngồi lại. Thì đây có lẽ là một cái dịp cuối năm để Châu với chị Trinh cũng như là có thể chia sẻ với tất cả khán giả là cái hành trình 10 năm cũng như là cái cách mà mình đã sáng tạo nội dung trong 10 năm qua như thế nào. Dạ. Có thể nói đây là một giây phút rất là quý giá. Quý giá. Vì Trinh cũng yêu quý Châu vô cùng. Yeah. Qua phong cách của Châu, qua cách mà Châu đối xử với mọi người, thái độ lạc quan khi làm việc và cách mà em vượt qua những cái thử thách trong nghề và cũng như trong cuộc sống. Thỉnh thoảng mới có dịp ngồi lại với Châu vì thường xuyên gặp nhau lướt qua trong các sự kiện, yeah, hay là trong phiên livestream hay là những dự án á, hoặc là theo dõi qua màn hình, chỉ có thể là đồng hành hạnh phúc giùm Châu hoặc là thầm ngưỡng mộ về những thái độ lạc quan và những điều mà Châu đã vượt qua các thử thách thôi. Yeah. Nhưng mà chưa có bao giờ được trực tiếp hỏi Châu những câu hỏi cốt lõi về nghề sáng tạo nội dung, cũng là công việc mà Châu đang gắn bó. Yeah. Nên chắc là câu hỏi đầu tiên á là chị sẽ bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ trước, là Châu lúc nào cũng thấy khi mà ngồi cạnh Châu thì rất là thoải mái. Yeah. Châu làm cho mọi người có cảm giác lạ nhưng mà quen. Và quen nhưng mà vẫn luôn luôn được tôn trọng và yêu thương. Yeah. Thì làm việc với công việc sáng tạo nội dung á, Châu có đối xử với bản thân mình tương tự hay không? Giữ lửa và truyền lửa là câu chuyện của ngày hôm nay, cũng là chủ đề chính của I Can Share. Nhưng mà để có lửa để truyền á thì cũng phải là một cái quá trình rất là vất vả. Yeah. Để mà mình mồi lửa cho chính bản thân mình. Châu đã giữ lửa như thế nào vậy? Hay quá, câu hỏi chị Trinh hay quá. Đó là đi một vòng mà về một cái câu hỏi mà đúng là phải gọi là phải rất là nghĩ. Như là chị vừa nói một câu mà em thấy hay, là mình đối xử với mọi người kể cả lạ thì cũng như quen, mà quen rồi thì mình vẫn dành một cái sự trân trọng với nó. Thì em nghĩ rằng là nó cũng chính là cái câu trả lời cho cái việc mà em làm nội dung. Có nghĩa là mặc dù là khi mà mình bắt đầu với việc là sáng tạo nội dung, nó rất là lạ với cả mình, nhưng mà em cũng không cảm thấy nó quá khó khăn. Có nghĩa là thật ra là cái việc sáng tạo nội dung thì nó cũng quay về là mình có cái nội dung gì và mình muốn mang cái điều gì đến khán giả. Thì thật ra là trong mỗi cuộc sống của mỗi người, hay là bản thân em cũng như vậy, vào cái thời điểm 10 năm trước thì em cũng là một cái cô gái mà rất là ngây thơ, và lúc nào mọi thứ cũng rất màu hồng và rất là nhìn thấy cái gì cũng thấy hay hết, và có rất là nhiều cái sự tò mò trong cuộc sống. Thì cái thời điểm đó em cũng mang chính cái điều đó đến với khán giả của mình, là một cái cô gái mà mình hôm nay mình muốn nấu một cái món ăn cho người yêu mình, thế mình cũng thấy là hôm nay mình nấu cái món này, xong mình nghĩ rằng là hôm nay mình sẽ cho muối trước hay là cho đường trước. Thì những cái tip đó em cũng học ở trên mạng thôi, xong em cảm thấy là nó hay và nó làm cho cái món ăn của em nó ngon, thì em sẽ share lại cái điều đó cho các bạn khán giả của mình. Hay là em cũng là một cái cô gái mà lần đầu tiên vào Sài Gòn, xong rồi mình từng bước mình đi làm, mình gặp mọi người ra sao, thì mình cũng sẽ mang những cái điều đó và mình sẽ nói với mọi người rằng là hôm nay Châu gặp mọi người này, Châu đã làm thế nào mà để có thể kết thân với cả mọi người, làm thế nào để có thể gọi là kết nối với mọi người, và em cũng share những cái điều đó với khán giả của em. Và dần dần thì nó cũng không hẳn là mục tiêu của em không phải là làm thế nào để mọi người đón xem mình, làm thế nào để mình có thể truyền lửa cho mọi người, mà làm thế nào để mình cảm thấy là mình được thật nhất, mình được chia sẻ những cái điều mình thích, và những cái điều mình thích lại còn có cái điều ý nghĩa cho khán giả của mình. Thế là dần dần thì em cũng không biết rằng là làm thế nào mà cái lửa nó bắt đầu trong em, nhưng mà em vẫn luôn luôn cảm thấy rằng là em luôn luôn nói với cả khán giả của em là chính các bạn ý đón xem mình, các bạn cảm thấy là cái video này nó có ý nghĩa với bạn ý, và bạn ý cho mình những cái lời nhận xét, những cái lời động viên, và đó chính là cái cách mà bạn truyền lửa cho em. Và từ đó thì không phải là em tạo lửa cho mình, mà là khán giả cho em cái ngọn lửa đó. Và em cảm giác là cái việc sáng tạo nội dung nó không chỉ là tôi thích quá tôi muốn đăng,
mà nó còn là một cái điều rất là ý nghĩa và nó là một công việc thực sự cho em. Công việc này chắc chắn sẽ rất là thú vị với Châu. Bởi vì từ đầu đến cuối á, thì mình lại nhận lại rất nhiều niềm vui qua việc mình chia sẻ những gì chân thật. Đúng. Và khán giả cũng yêu Châu bởi vì Châu rất là chân thật. Ở mọi góc cạnh khóc, cười, vui vẻ. Khi mà bạn giản dị hay là khi mà mình diện lên. Ai đang nói về việc diện lên mới nhớ là Châu không chỉ là một nhà sáng tạo nội dung với rất nhiều những video clip chân thật. Mà bên cạnh đó bạn còn rất là nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang là một fashionista. Thì đây có phải là đa ngành và nó rất là nhiều những cái gánh nặng cũng như trách nhiệm mà mình phải gắn cho cái danh xưng của mình hay không? Hôm qua lúc mà em nhìn cái từ gánh nặng á, em cũng nghĩ mà là ủa, liệu là có phải là gánh nặng hay không? Tại vì nếu mà mình nói rằng là công việc này nó sướng lắm, nó không có một cái điều thử thách gì hay là không có gánh nặng gì thì em nghĩ rằng là nó không có thật. Và em thì em vẫn luôn luôn tin rằng là cái gì thật mình phải nói thật. Thì em cũng nghĩ rằng là cái từ gánh nặng nó chỉ là một cách mà mình đặt tên cho những cái thử thách của mình thôi. Có nghĩa là công việc nào nó cũng không ngoại trừ là công việc sáng tạo thì nó cũng sẽ có thử thách. Và em thì em sẽ tránh gọi là ồ, những cái thử thách đấy là gánh nặng, vì em không muốn là cảm giác là mình khổ hơn người khác. Vì rõ ràng là bất cứ một cái công việc nào thì mọi người cũng sẽ có thử thách, thì công việc sáng tạo nó cũng không ngoại trừ. Và mặc dù là mình có hoạt động sáng tạo hay là hoạt động thể chất thì nó cũng là con người, đúng chị Trinh, thì mình cũng sẽ có những cái lúc mình phải đến giới hạn của mình, hay là có những lúc mà tôi mệt, tôi không thể sáng tạo được, thì nó chỉ là một cái khoảnh khắc và nó chỉ là một cái thứ mà mình sẽ đón nhận trong một công việc của mình. Thì với em cái công việc sáng tạo cũng như vậy, nó cũng sẽ có những cái thử thách, nhưng mà mỗi lần mà em nhìn thấy thử thách thì em hay nói với cả bản thân mình là đây là cái lúc mà nghề đang chọn mình. Có nghĩa là khó khăn đấy bạn có vượt qua được không? Nếu mà bạn ngại thật khó khăn thì bạn sẽ dừng lại và nghề sẽ không còn bên cạnh bạn nữa. Còn nếu như mà bạn luôn luôn cảm thấy khó khăn là một cái thứ mà ôi đây rồi, đây là cơ hội cho tôi phát triển rồi, thì chắc chắn là đây là một cái nghề mà bạn yêu và bạn mà bạn xứng đáng có được những cái mặt tốt của nó. Giống như tập gym thì mình phải luôn phải đau cơ, duy trì cái sự đau cơ đó mỗi ngày để đạt được thành quả, đúng không? Lúc nãy Châu có nói một cái ý khiến Trinh cũng phân vân và nhìn lại mình. Đó là đôi khi mình sẽ có những cái giới hạn nhất định. Và cũng có những ngày này ngày kia. Cũng có lúc mệt mỏi, có lúc hưng phấn. Thì khi mà chị nhận ra chị tắt tiếng và phải mất một khoảng thời gian rất là lâu để mà có thể hồi phục lại. MC mà không nói được thì giống như ca sĩ mà không hát được rồi đó. Làm cho mình cảm thấy nó rất là khó khăn. Liệu mình có còn là mình hay không? Còn riêng Châu có bao giờ một khoảnh khắc nào đó, một cái sự kiện nào đó khiến bạn nhận ra là mình có còn là Châu Mùi hay không? Khi mà mình không có thứ này, hoặc là mình bị khó khăn trong việc nhận ra là lửa của mình đã tắt. Hay quá. Em thì lại không bao giờ nghĩ rằng là kiểu cái lửa nó lại luôn luôn phải bùng cháy. Có nghĩa là người ta hỏi là mình còn lửa hay không, thì mình bảo là mình còn lửa, nhưng mà ngọn lửa của tôi trong ngày hôm nay không hẳn là lúc nào nó cũng bùng cháy. Có thể hôm nay ngọn lửa của tôi nó rất là lưu diêu, rất là lập lè, nhưng mà nó không bao giờ tắt. Và em có một cái niềm tin rằng là hôm nay mình không có cảm xúc hay là mình không có làm được một cái điều gì đó, không đồng nghĩa việc là hôm nay tôi đã mất đam mê của mình. Mà em chỉ tin rằng là hôm nay chắc là mình đang mệt, mình đang cần ngủ thêm, mình cần nghỉ ngơi, hay là mình cần giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, hay là cần thêm cái kỹ năng sống gì đó để mình cái ngọn lửa của mình lại bùng cháy một lần nữa. Chứ em sẽ không niềm tin rằng là hôm nay tôi không muốn làm thì đồng nghĩa là tôi đang mất lửa đó, thì em sẽ không nuôi cái suy nghĩ trong đầu mình. Em chỉ là hôm nay ngọn lửa đang lưu diêu vì tôi đang mệt chẳng hạn, thì mình sẽ có giải pháp ngay. Có nghĩa là nếu như mà em bị suy nghĩ là chắc là hôm nay không muốn làm là tôi hết đam mê, là nghề không chọn tôi nữa rồi, thì em cảm giác là em sẽ bị luẩn quẩn trong cái suy nghĩ đó. Còn nếu mà em nghĩ rằng là chỉ là một cái lý do thôi thì em sẽ tìm cách để em giải quyết nó. Thì đấy là cách mà em gọi là em tự trấn an bản thân mình khi mà mình cảm thấy là hôm nay không phải là một ngày tốt để mình làm sáng tạo. Đó là một góc nhìn khá là lạc quan, tích cực. Nhưng mà thí dụ như cái ngọn lửa liêu riêu đó, nó chỉ là ngày 1, ngày 2 thì mình vẫn còn có thể bảo quản như là một ngọn nến, rồi mình sẽ lấy ngọn nến khác thắp nó lên. Nhưng nếu như là nó ở một cái khoảng không lớn và những cái ngọn gió khác, những cái tác động tiêu cực đến ấy, thì nó rất là dễ bị tắt sau một cái thời gian cứ liêu riêu. Châu có nghĩ là một số bạn trẻ họ cũng bị dập tắt đam mê bởi vì họ để cho ngọn lửa họ liêu riêu mãi mà không có cơ hội được tiếp sức để bừng cháy hay không? Em nghĩ là em cũng có một khoảng thời gian mà em tưởng rằng là cái ngọn lửa của em đã tắt đó. Là khoảng tầm cái thời gian mà em gặp rất là nhiều những cái vấn đề trong tình cảm và trong cuộc sống. Và ở trên mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều những cái điều không hay.
thì mình tự nhiên, và vì mình bị ảnh hưởng quá những áp lực bên ngoài, mình quá để tâm rằng là hôm nay mình làm cái điều này thì mọi người có thích không, hay là mọi người đang nói về mình ra sao ở trên mạng. Và cũng có những khoảng thời gian mà em cảm giác như là cái ngọn lửa của em không biết rằng là nó có tắt hay không, và không biết là cái đam mê của mình nó còn hay không. Tại vì cái thời điểm đó nó rất là nhiều thứ xảy ra, và kể cả chuyện tình cảm hay là ở trên mạng xã hội cũng có rất là nhiều cái thứ người ta nói không hay về mình. Và cuối cùng thì em nhận ra là thật sự là bởi vì mình quá để tâm rằng là cái việc mình làm người ta có thích hay không, trong khi rằng là mình phải luôn luôn nhớ là cái cốt lõi của mình làm cái việc này là mình làm cho chính mình, và đây là một cái công việc và cái niềm vui của mình. Và khi mà mình làm mình vui á, thì mình mới có thể truyền lửa được. Nhưng mình lại luôn luôn đi tìm kiếm những cái thứ bên ngoài, và mình đang phụ thuộc vào việc là mọi người phải yêu mình thì mình mới yêu mình. Thế là cái thời điểm đó thì em đã có một cách là em sẽ dừng lại một thời gian thôi. Có nghĩa là mình hiểu rằng là cái ngọn lửa đang rất là lưu diêu đấy, và mình đang cần phải bảo tồn cái ngọn lửa đó bằng cách rằng là mình không để cho những cái tác động bên ngoài nó làm ngọn lửa của mình dập tắt. Là mình đang bị yếu rồi mà, thì mình phải quay về để mình bảo tồn cho cái năng lượng của mình. Thì khi đó thì có một thời gian là em đã hoàn toàn là nghỉ ngơi một tháng, là em không có, em hoàn toàn là chỉ chăm sóc bản thân mình và sức khỏe của mình cũng như là cái nội dung của mình. Thì trong một cái tháng đó thì em gần như là tĩnh lặng, nghĩa là em không có dùng điện thoại, không có nghe nhạc, không có làm cái gì mà nó quá ồn ào với cả suy nghĩ của mình cả. Và trong cái khoảng thời gian đó thì em đã để cho mình rất là tĩnh lặng, là mình cũng không có nghe gì, mình không có đọc gì, và hoàn toàn là mình chỉ có tập trung và mình trả lời cho những câu hỏi của chính mình thôi. Thì vào cái thời điểm đó em mới trả lời cho mình rằng là hoàn toàn rằng là mình đã bị quên mất cái mục đích ban đầu của mình. Mình thì luôn luôn nghĩ rằng là mình làm những cái nội dung mà để mình kết nối, và mình làm nội dung để cho mọi người á, nhưng mà mình cũng quên mất rằng là cái nội dung này cũng là cho mình nữa. Đôi khi là mình bị lạc mất rằng là mọi người phải yêu mến thì mình mới có hứng thú, hay là mình mới có năng lượng để mình làm. Thì lúc đó em sẽ quay về nói rằng là không, mình phải quay trở lại cái mục đích ban đầu, là mình làm cái này là cho cái cuộc đời của mình là ý nghĩa đã, và mình sẽ mang đến những cái giá trị rất là ý nghĩa cho một cái cộng đồng xung quanh mình. Nó không phải là hàng ngàn người, nó có thể là chỉ có vài bạn, và bạn ấy follow mình trong rất là nhiều năm qua, nhưng mà bạn ấy vẫn cảm thấy những cái video của mình, hay là những cái cách mà mình xử lý tình huống, cách mà mình vượt qua khó khăn, bạn ấy rút được kinh nghiệm gì đó cho bạn ấy, thì nó vẫn là một cái động lực để mình làm. Thì mình sẽ thu nhỏ lại cái mong muốn của mình, là mình không còn là tôi muốn hàng ngàn hàng triệu người yêu mến tôi. Tôi chỉ cần là được làm những cái điều tôi thích, và chỉ cần 3 người cảm thấy những cái điều đó nó ý nghĩa thì tôi vẫn sẽ làm. Thì là từ dần dần em cũng không có đặt cái mong muốn mình nó quá cao, và em cứ làm nhỏ, và dần dần tự nhiên 3 người thành 5 người, thành 10 người, và mình lấy lại được cộng đồng của mình, và mình lấy lại cái năng lượng của mình để mình làm những nội dung. Thì cho đến ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều thứ xảy ra, nhưng mà em thấy vui là vì mình vẫn giữ được là mình. Điều này rất là dễ thương ha. Trên cảm giác nghe Châu kể chuyện giống như là mình đang chơi sức đu vậy đó. Đôi khi cái niềm vui là mình bay rất là cao, nhưng đôi khi cái niềm vui là mình đi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, để mình lại tiếp tục đu rất là cao. Vậy cuối cùng hành trình của mình, một nhà sáng tạo nội dung hay là hành trình của một con người, một linh hồn đang phát triển cái con đường nhân sinh quan á, nó cũng chỉ khá giống nhau là bắt đầu và sau đó trải nghiệm và sau đó phải trở lại để bắt đầu và tìm những lý do để mình đi tiếp. Và cách mà Châu đã tiếp tục đi tiếp sau những cái căng thẳng, sau những phán xét, sẽ là một Châu khác. Nhưng chắc chắn là một Châu tích cực hơn, và sẵn sàng ôm lấy những điều mình trăn trở nhiều hơn là cứ phải là một Châu bùi hoàn hảo. Thì ở những tập I Can Share trước, Trinh có hỏi các bạn là điều gì khiến các bạn có thể đi tiếp được liên tục để giữ lửa trong cái hành trình là nhà sáng tạo nội dung. Đa số mọi người đều chỉ ra là sự bền bỉ và tính kỷ luật, cứ ra video clip liên tục, cứ làm nội dung không bỏ cuộc. Nhưng mà điều này đôi khi nó là một cái áp lực rất là lớn, nhất là những người sống theo cảm xúc và khá là chân thật với những cái sự kiện của bản thân như là Châu. Châu có nghĩ đây là rào cản lớn cho những ai luôn muốn giữ lửa và cái chân hỏa khi làm nghề của mình không? Thật ra là nói thật với chị Trinh là em cũng là một cái người mà có một cái niềm tin rất là vững chắc vào việc là sống kỷ luật và sống một cách bền bỉ, không bỏ cuộc. Và em thật ra là vẫn luôn luôn là một cái cô gái như thế. Và em cũng phải thú thật với bản thân mình rằng là cái cách đó không phải luôn luôn đúng, không phải luôn luôn sẽ hiệu quả. Cái quãng thời gian mà em thực sự phải dừng lại là bởi vì em đã quá liên tục. Em liên tục trong 7-8 năm và em không bao giờ em dừng lại.
Và đôi khi cái việc mình bền bỉ, mình liên tục và mình làm mọi thứ theo quy củ, theo quy tắc, nó cũng rất là dễ dẫn đến là một cái lối mòn. Nghĩa là hoàn toàn mình làm nó theo một cái thói quen, mình làm nó là mình bắt buộc mình phải làm nó. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là cái thời điểm ban đầu á, khi mà mình dồi dào cái năng lượng nhất, mình dồi dào cái niềm yêu thích nhất, là những lúc mà mình vu vơ ở một cái, mình ở Đà Lạt chẳng hạn, ngồi ở một quán cà phê Đà Lạt, xong mình nhìn ra một cái khu vườn, sau cái trời mưa, mình cảm thấy rất là nhiều cảm xúc, mình muốn viết một cái điều gì đó, mình muốn sáng tạo một cái gì đó, hoặc là mình muốn, mình có một cái ý tưởng gì đó. Nhưng mà ý tưởng thật ra nó cũng không hẳn là lúc nào cũng sẽ, nó sẽ đến bằng cái việc là mình bắt buộc là à hôm nay 8 giờ tối tôi sẽ ngồi đây tôi nghĩ ý tưởng. Đôi khi nó lại không phải là những cái ý tưởng tốt. Và sau đó thì em nhận ra rằng là nó vẫn là một cái sự cân bằng. Nghĩa là mình vẫn sống kỷ luật, mình vẫn không bỏ cuộc. Nhưng mình cũng đừng quên rằng là những cái khoảng lặng, những cái thời gian mà mình không làm gì để cho đầu mình được tĩnh lặng, lại là những cái lúc mà mình sẽ phát triển và mình sẽ ra được những cái ý tưởng mà nó độc đáo nhất. Nó là một cái thứ mà mình sẽ không thể nào mà nhờ một quy tắc mà ra được. Thì mình phải có cái sự cân bằng đó. Đến bây giờ em vẫn sẽ duy trì cái việc đó, nghĩa là em vẫn có lịch hàng tuần, là mình từ thứ hai đến thứ bảy là không có một nghỉ ngày nào hết. Nhưng ngày chủ nhật của em thì không ai được phép động vào. Tại vì ngày chủ nhật là cái ngày mà duy nhất em sẽ không làm gì cả. Em sẽ chỉ có ngồi đó, và em có thể là chỉ có ngồi trước cái cửa sổ nhà em và em nhìn ra một cái ban công thôi, nhưng mà nó có những cây mà rất là xinh, hay là em sẽ chơi với con cún nhà em. Thì cái lúc đấy em cũng không bắt là à đây là cái lúc mà tôi phải nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, nhưng mà nó là một cái lúc mà đầu tôi được thả lỏng hoàn toàn, tôi không có căng thẳng gì hết. Tôi sẽ là một cái lúc mà giống như là cơ thể của mình tập tạ, thì mình phải có ngày để mình nghỉ ngơi cho cơ mình hồi phục, thì mình sáng tạo, thì cái tâm của mình cũng phải có cái ngày nghỉ ngơi. Chứ mình không thể nào mà ngày nào tôi bắt tôi nghĩ và tôi phải ra những cái ý tưởng được. Và ngày chủ nhật luôn luôn là cái ngày mà em không bắt bản thân mình phải làm gì hết, nhưng mà luôn giúp em ra được một ý tưởng mà mình tâm đắc nhất. Và mình luôn luôn nói là mai thứ hai tôi sẽ nói cái ý tưởng này với cả team của tôi để thực hành. Thì em không bắt nó, nhưng mà nó sẽ tự xảy ra với em bằng cách là em cứ thả lỏng, em quan sát và em suy nghĩ xem là đợt này, tuần vừa qua mình có một cái chuyện gì xảy ra, mình có cái gì mình ngẫm nghĩ không, và mình có rút ra được một cái điều gì không. Thì chính cái rút ra đó là cái nội dung mà em muốn truyền tải. Điều mà Châu thiết lập cho mình thật ra cũng chính là kỷ luật đó. Nhưng mà trong cái kỷ luật đó là có sự thấu hiểu bản thân và có khoảng nghỉ ngơi để hồi phục lại năng lượng, là một cái trạm dừng rất là cần thiết sau một chuyến đi dài. Có nhiều người sẽ nhìn vào cái lịch trống của bản thân mình và nói là những cái ngày trống, ngày giữa tháng, ngày cuối tháng đó là cái thất bại. Tại sao lịch của tôi không full? Tại sao tôi lại bị ế ở 2 ngày? Nhưng sau khi Châu chia sẻ thì Trinh nhận ra là nếu như mình trống vài ngày trong tháng đó là sự thành công của mình. Vì mình đã có thể chủ động hoặc thụ động có một vài những cái khoảng nghỉ để tái tạo lại năng lượng, và nó rất là cần thiết. Trinh theo dõi một cái kênh là Mr. Insight thì chuyên giải quyết những cái ca căng thẳng về tâm lý và bị burn out, bị stress, bị kiệt sức trong cái guồng quay của công nghệ số. Thì cái từ mà anh ấy nói mà Trinh rất là nhớ là cái chữ overwhelm, nghĩa là choáng ngợp. Đôi khi không phải là bạn bị thất bại đâu, đôi khi không phải bạn bị ý tưởng hay tắt lửa đâu, mà do bạn bị choáng ngợp bởi lịch trình công việc quá nhiều, bởi những người mới quá nhiều, bởi những năng lượng hướng ngoại quá tích cực. Thì bạn hãy để cho cái cơn choáng ngợp nó qua đi bằng một thời gian nghỉ. Những gì mà Châu chia sẻ hy vọng là các bạn có thể nghiền ngẫm lại và sẵn sàng cho mình một cái ngày chủ nhật hoặc ngày thứ bảy hoặc bất cứ ngày nào bạn nghĩ là nó phù hợp với lịch trình của mình để tái tạo năng lượng, và nó sẽ rất có ích. Riêng quay trở lại bản thân Châu thì đã đối xử rất là tốt với cái thời gian nghỉ của bản thân, nhưng mà mình vẫn là một người của công chúng, mình vẫn có trách nhiệm phải truyền tải một nguồn thông điệp nhất định hoặc là một cái câu chuyện nào đó mà họ đang cần được liên tục cập nhật. Vậy Châu sẽ xác định nguồn năng lượng của mình là gì? Theo như mà cách mà em không chỉ là đối xử hay là cách mà mình đối xử với cả những cái người theo dõi mình, mà là cách mà em đối xử với tất cả mọi người xung quanh em. Là em cũng không hẳn là một cái người mà lúc nào gặp là tôi cũng chỉ nói chuyện tích cực. Nhưng mà em sẽ là người mà có thể là em sẽ chia sẻ những cái khó khăn, những cái rất là có thể là gọi là tiêu cực của bản thân mình. Nhưng mà đi cùng với cái việc đó là tôi giải quyết ra sao. Nghĩa là ở hôm nay tôi có một cái chuyện buồn này và tôi đã giải quyết ra sao. Hoặc là tôi đang muốn nghe lời khuyên của mọi người. Tức là mình luôn luôn không chỉ rằng là tôi mang một cái chuyện gì đó chỉ là để kể, mà tôi có thể rằng là qua cái chuyện kể của tôi,
nó cũng có thể là một cái giải quyết, một cách giải quyết cho bạn. Hoặc là tôi đang cần được bạn khuyên tôi, được bạn kết nối với tôi để tôi có thể trải qua cái việc này dễ dàng hơn. Thì ở trên mạng xã hội em cũng như vậy. Có những chuyện thì em chia sẻ ra nó là một cái niềm rất là vui, là mình muốn cho mọi người biết rằng là một cái cô gái khi mà mới vào Sài Gòn mình cũng gặp khó khăn, nhưng mà mình cũng đã gặp bao nhiêu người vui thế nào. Và khi mà em lớn hơn thì em biết cách giải quyết hơn, thì em cũng sẽ chia sẻ rằng là tôi đã gặp khó khăn và mình đã gặp người này này, mình gặp người kia, mà mình đọc cái này này, mình xem podcast kia này, và mình có được cái lời khuyên cho mình và mình giải quyết chuyện đó như thế nào. Thì là từ đó các bạn cũng sẽ xem cái video đó, bạn hỏi là cái podcast ấy là gì đấy, cái quyển sách chị đọc là gì đấy, em cũng muốn đọc tại vì em cũng gặp vấn đề y như chị. Thì em cảm giác như là đấy là cái sự kết nối, nó không phải rằng nó là một cái nguồn năng lượng là mình thật thà, mình chân thành, nhưng mình không có, mình luôn luôn có cái giải pháp và mình luôn luôn có một cái tích cực trong cái tiêu cực. Là tôi không chỉ là tôi đang than và tôi bảo là tôi chán quá, tôi không muốn làm nữa, mà tôi than nhưng mà tôi đã có cái giải pháp đó, các bạn hãy làm cùng tôi. Lúc nào cũng là như vậy. Hoặc là em với cả team em lúc nào cũng nói chuyện với nhau rằng là một cái vấn đề mà mình đem tới ấy, mình luôn luôn phải hỏi mình đầu tiên rằng cái việc này mình nói ra thì giúp ích gì cho cái cộng đồng của mình. Thì đấy là một câu hỏi rất là thiết yếu để mình tránh làm những cái nội dung mà nó loãng, nó không có giá trị. Mình nói sâu hơn về cái này đi, vì Trinh rất là quan tâm đến những cái trải nghiệm mà đôi khi nó không phải là màu hồng. Vì nếu như mà một nhà sáng tạo nội dung chỉ có một màu hồng, nó sẽ là một cái dạng tích cực là độc hại, khiến cho người ta phải luôn luôn nghĩ mọi thứ đều là điều tốt. Nhưng mà trong cuộc sống nó có nhiều những cái trải nghiệm, như nhiều cảm xúc khác nhau cần được chấp nhận. Thì khi mà vượt qua những cảm xúc tiêu cực hoặc là những nỗi buồn, Châu sẽ không đánh đồng cái việc than vãn là một cái việc xấu. Không có sợ người ta bảo là cứ theo dõi cô này là toàn là những chuyện tụt mút, mà bạn sẽ chuyển hóa nó thành sự kết nối với người xem của mình và chờ đợi phản hồi, đúng không? Ngoài ra thì mình phải có góc nhìn nào để những bạn trẻ họ sẵn sàng chấp nhận cảm xúc của họ ngay cả khi là những ngày không đẹp trời? Nó chính là cái khả năng của người sáng tạo nội dung. Nghĩa rằng là mình khi mình đề cập một vấn đề thì em luôn luôn nghĩ đến là cái sự đồng cảm. Có nghĩa rằng là ví dụ như là em cũng có một cái video về burnout. Vì vào thời điểm đó em burnout thật. Và em biết rằng là một cái xã hội đang xảy ra rất là nhanh chóng thế này, nhiều thông tin hỗn loạn thế này, thì thật sự là em cũng nhận nhiều tin nhắn của các bạn là rất đang trong cái trạng thái như vậy giống như mình. Thì mình sẽ có một cái sự đồng cảm, mình sẽ nhắn tin với các bạn ấy trước, mình sẽ nói hỏi chuyện các bạn ấy trước rằng là công việc của bạn ra sao, gia đình bạn như thế nào. Mình hiểu hơn rằng là cái việc burnout của mình là do công việc của mình, nhưng mà khán giả của mình là còn do gia đình, là còn do là kinh tế khó khăn, là còn rất là nhiều vấn đề. Vậy nên là khi mà mình đem đến một cái vấn đề thì mình sẽ nói một cách khái quát hơn, nghĩa là mình sẽ có một cái vừa burnout nó như Châu thì là mình do công việc, Châu cũng có tâm sự của bạn thì là do gia đình. Và khi mà mình cho khán giả của mình cảm giác rằng là mình đang chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng thực sự mình đang lắng nghe rất là nhiều câu chuyện khác, để cuối cùng rằng là cái video này nó không chỉ rằng là tôi đang nêu vấn đề của tôi, mà kết cục lại là các bạn ơi, nếu mà các bạn gặp vấn đề giống Châu thì đây là những cách mà chúng ta có thể tham khảo để giải quyết. Thì em nghĩ rằng đấy là một cách mà mình mở bài và kết bài mà nó rất là thiện cảm. Tại vì nếu như mà tôi chỉ tập trung vào cái vấn đề của tôi, thì cái vấn đề này nó quá là riêng tư và nó cũng chẳng có giải quyết được vấn đề gì cho khán giả của mình, thì em sẽ lại phải suy nghĩ rằng là làm thế nào mà để mình trước cần nói vội, hoặc là cái vấn đề này nó quá riêng biệt, mình nên tìm hiểu thêm, mình nên xem là cái vấn đề này mình nói ra sao mà có thể giúp nhiều người hãy, thì mình hãy nói. Thì đấy là cái mà em luôn luôn nghĩ, và nó cũng thúc đẩy cho em phải nói chuyện hơn, kết nối hơn, hỏi mọi người xung quanh hơn, đọc nhiều chuyện hơn, nghe nhiều podcast hơn. Thì em cũng thấy là em cũng xem cái chương trình mà các bạn ấy gọi đến và tâm sự cái câu chuyện riêng của mình. Là khi mình nghe mình xúc động lắm. Và mình cũng biết rằng là trên thế giới này có rất là nhiều câu chuyện và rất là nhiều bạn khổ. Nên mình thấy dung cảm. Mình tự mình rất là muốn làm những cái nội dung để giúp đỡ. Điều này chị hết sức đồng cảm luôn. Trong suốt cái giai đoạn mà sáng tác văn thơ hoặc là xây dựng nội dung của những ngày trước kết hôn á, đa số tập trung vào cái sự chân trình của chính mình. Đúng rồi. Nhưng mà dần dần mình lắng nghe nhiều câu chuyện hơn, mình quan sát được nhiều người hơn, thì mình nhận ra câu chuyện của mình rất là nhỏ. Và nó không làm được một cái bức tranh sống động của cuộc sống này, và nó không làm được cái bức tranh cuộc sống này trở nên hoàn thiện và nó đủ những cái sắc thái thực tế của cuộc sống, nó không có đời. Nên là cái khuynh hướng sáng tác
sáng tạo nội dung nó cũng sẽ dần mở rộng ra. Và từ khi mình mở rộng ra, mình mới thấy cái tôi mình bé lại. Và cái tôi nó càng bé lại á, thì cái cơ hội nó đến nó càng nhiều hơn. Và nhiều người còn muốn trò chuyện với mình hơn, như việc mình lắng nghe. Mình mới có thể tiếp nhận được tất cả những cái thông tin khác nhau. Và định hỏi Châu là Châu sẽ giữ lửa thế nào. Nếu mà Châu bị tiêu cực mà Trinh nghĩ chắc không cần hỏi nữa. Vì bản thân Châu đã luôn luôn lùi lại. Đã luôn luôn đặt mình sau những cái nhu cầu thiết yếu của mọi người để tìm được cái điểm kết nối chung và nhìn thấy được cái cơ hội của mình, thấy được những cái khó khăn của người khác đang đối mặt và thấy được cái sự phản chiếu của chính mình trong đó nữa. Em quá là tuyệt vời luôn. Thật ra là có một cái điểm nữa mà em cũng hay tự nhắc mình á, mà em nghĩ rằng là em đợt này em cũng đang muốn làm một cái video như vậy. Tại vì em nhận ra rằng là trong một cái thời đại thế này, thật ra là mình ít khi phải khuyên nhau là ôi cố lên, cố gắng làm nhiều hơn. Mà chị có để ý rằng là dạo này mình đều phải gặp mọi người và mình nói rằng là mọi người hãy nghỉ ngơi đi, vì mọi người làm nhiều quá. Bây giờ chị mới nhận ra. Và đặc biệt rằng là những bạn xung quanh em, những bạn mà trẻ hơn em, thì mình cũng không cần hỏi rằng là các bạn hãy tìm kiếm cơ hội đi, mà là cơ hội nhiều quá các bạn không biết chọn ở đâu. Và các bạn ôm đồm rất là nhiều thứ. Bây giờ ít người mà làm một việc, ai cũng rất là nhiều việc trong một lúc. Vậy nên là vào một cái thời điểm thế này thì em nhận ra rằng là cái lời khuyên rằng là cố lên, bền bỉ, kiên trì Nó rất là căng. Nó chỉ làm cho mọi người căng hơn. Thì bây giờ thì em hay nhắc bản thân mình rằng là hãy học một cách, đó là cách xem nhẹ. Cái từ xem nhẹ này nó đang rất là giúp em trong cuộc sống. Xem nhẹ này nó không phải là mình kệ mọi thứ đi, là mọi thứ nó xảy ra, nó có tiêu cực, nó tích cực thì mình xem nhẹ, mình kệ nó. Mà rằng là mình đừng cảm giác đấy là tận cùng của thế giới. Hôm nay tôi đi làm, sếp mắng tôi, hay là tôi sai deadline, hay là mình làm mà mọi người chê mình, thì đồng nghĩa với việc là tôi không đủ tốt. Và mình lại phải mài thêm cái sức của mình ra, mình làm nhiều hơn để mình chứng minh rằng là mình đủ tốt. Thì em nghĩ rằng là không phải. Mình hãy xem nhẹ nó rằng là một cái ngày mình là không tốt, nó là chuyện bình thường. Tại vì cái ngọn lửa của tôi nó rực cháy trong 10 ngày thì cũng có một ngày nó lưu diêu. Và cái ngày lưu diêu đó chính là cái cơ hội để tôi nghỉ ngơi, để tôi được đi ngủ, để tôi được xem lại là mình có thể làm được gì tốt hơn, hoặc là mình có thể có cơ hội gặp bạn bè mình. Còn ngày nào cũng đi làm tốt, thề luôn là rất là hiếm khi gặp bạn, rất là hiếm khi gọi điện với gia đình. Những cái hôm mà tâm trạng một tí mình lại muốn viết, tâm trạng một tí mình lại muốn suy nghĩ. Vậy nên là em luôn luôn nhắc những bạn xung quanh em là đừng nghi ngờ bản thân mình quá. Đừng mong rằng là cái ngày nào cái ngọn lửa của mình nó cũng phải như nhau. Nó có ngày này ngày kia và nó là cái bản chất cuộc sống. Và nếu mình hiểu được cái việc đó thì mình sẽ xem nhẹ được và mình sẽ không cảm giác vấn đề của mình nó là một cái gì nó quá lớn. Mình sẽ cảm giác công việc nó vui, cái thử thách này nó là một cái cơ hội, tất cả mọi thứ là cơ hội, là nó không giết chết mình. Đó thì em hay đang phải cố gắng nói với mọi người xung quanh em thế, vì kể cả trong team em ấy chị Trinh, là mọi người một ngày nào không tốt là đối với các bạn ấy là một ngày rất là tệ. Các bạn ấy sẽ cảm thấy down mood, các bạn ấy sẽ có những cái cảm xúc nó rất là tiêu cực, và các bạn ấy cảm giác như là mình tức là bạn ấy sẽ trách bản thân mình rất là nhiều. Và em luôn luôn nói rằng là bạn có rất là nhiều cái giá trị khác tốt đẹp. Nó không chỉ là một cái giá trị rằng là hôm nay bạn làm tốt hay không thì nó khẳng định bạn là tốt hay không. Bạn còn là một cái người rất là dễ thương, bạn còn là một cái người mà rất là yêu thương mọi người. Thì mình hãy nhìn vào những cái giá trị đó nữa. Chị nghĩ là rất là hạnh phúc khi mà có một người bạn đồng hành luôn nói rằng mọi việc sẽ ổn, bạn nghỉ ngơi đi. Là rất là thích. Sếp ơi, em nay em mệt, không sao đâu, không phải lỗi của em nghỉ ngơi. Ôi tuyệt vời. Mỗi ngày đều có rất nhiều những người trẻ kiệt sức và mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần đến thể chất. Nên việc mà có ai đó nói với họ rằng hãy nghỉ ngơi, mọi việc sẽ ổn, bạn vẫn đang làm tốt, hãy chăm sóc đứa trẻ bên trong, thật sự đó là những người rất đáng ngưỡng mộ. Mặc dù có thể những người đang sáng tạo ra những nội dung đó họ cũng đang không ổn, nhưng họ luôn luôn muốn mọi người ngoài kia đừng không ổn giống họ, bằng cách là tìm ra những bí quyết và cách thức đơn giản nhất để chống lại với cái sự sầu thảm, u uất, thậm chí là trầm cảm ở bên trong của mỗi người. Và chị tin là những người truyền cảm hứng như Châu là những người rất có giá trị. Nhưng có một điều khó là đôi khi những người truyền cảm hứng họ lại bị hiểu lầm là những người đang giảng đạo, những người đang nói đạo lý, nói suông và hô hào. Nên cái khó nhất của chúng ta vẫn phải là truyền tải những kinh nghiệm cá nhân của mình một cách thật là chân phương, gần gũi. Châu thì làm tốt điều đó rồi, Châu có thể chia sẻ thêm bí quyết là làm sao để chuyển tải những thông điệp nó rất là lớn lao. Ví dụ như buông xả mà Châu nói là coi nhẹ đó, hay là để mọi người có một khoảng lặng để nghỉ ngơi và chánh niệm với những gì mình đang làm đó. Nó là một cái hệ tư duy, nó là một tư tưởng sống, nó là thiền, nó là tôn giáo, nó rất là nhiều những cái chánh ý mà mình phải cần luyện tập mỗi ngày. Nhưng phải truyền đạt cho số đông
đó là công việc không hề dễ dàng để nó trở nên tự nhiên. Dạ đúng. Châu đã tìm ra những bí quyết gì để chuyển nó thật là nhẹ nhàng vào đời? Đấy chính là cái mà em cũng luôn luôn nhắc bản thân mình. Tại vì em nhận ra rằng là cái sự chân thành thì dù là mình có nói cái việc nó lớn lao ra sao, mà một cách nó chân thành, những cái gì mình hiểu nhất là mình truyền tải cái vấn đề nó dễ gần, nó dễ thương và nó dễ cảm. Em sẽ tránh rằng là mình nói những cái từ mình hoàn toàn không hiểu sâu. Ví dụ như rằng là em cũng có học thiền, nhưng mà em không phải là một người theo đạo Phật, cho nên rằng là em thiền giống như là một cái phương pháp để cho mình thả lỏng, nhưng mình không có biết những cái từ chuyên môn như là những cái từ mà nó gọi là trong đạo thật Phật, như là chánh niệm hay là chịu ý mong, thì em sẽ không có, hay buông xả, thì em không có hiểu sâu xa bản chất của nó, thì em sẽ không có dùng từ đó, mà em chỉ nói là mình xem nhẹ, đó là những cái thứ em hiểu. Thì em sẽ dùng những cái thứ em hiểu. Em cũng thấy có những cái người mà em cảm giác như là người ta đọc nhiều sách, đọc rất là nhiều sách, đọc rất là nhiều sách, và những quyển sách đấy em cũng có đọc qua, và em vẫn cảm giác là đấy là hoàn toàn là những cái từ ở trong cuốn sách đó được dùng, nhưng khi mà mình hỏi sâu hơn về những cái từ đó thì họ lại không có cái sự hiểu thật sự là sâu. Vậy nên là với một cái khán giả mà khi mà họ hỏi càng sâu vào cái từ mà người ta dùng mà mình lại không hiểu, thì đấy là những cái lúc mà mình rất là dễ bị mất đi cái lòng tin từ khán giả của mình. Vậy nên là em cho rằng là với em thì mình hiểu ra sao thì mình hãy cứ nói vậy. Mình chưa có dùng được những cái từ nó sâu sắc, nó sâu xa thì mình không cần thiết phải như vậy. Có thể là 10, 15 năm nữa em sẽ dùng những cái từ mà nó gọi là nó tròn vành rõ chữ, hoặc là nó bao mòn hơn, bao quát hơn nó bao quát cái sự việc hơn. Nhưng mà cũng không cần thiết là ngay bây giờ em chưa có hiểu đủ sâu mà em lại phải dùng cái từ đó. Thì em nhận ra rằng là cái thời điểm này mình nói một cách xem nhẹ thì những cái người mà họ, những cái bạn trẻ hơn, bạn cũng có thể dễ hiểu hơn. Vậy nên là mình cứ tin rằng là mình hãy là mình không cần phải cố gắng là mình cao xa hơn, mình phải dùng nhiều cái từ mà nó lớn lao hơn. Đó, thì đấy là cách của em. Vậy nên là có thể là 15 năm nữa, khi mà em dùng được những cái từ mà em cảm giác là hay hơn, thì lúc đó khán giả của em họ cũng lớn hơn và họ phát triển cùng em, và họ cũng gọi là biết những cái từ đó cùng em, thì họ sẽ hiểu cái gì em nói. Còn thời điểm này thì em nhận ra là mình biết gì, mình hiểu đến đâu, thì mình cứ thật thà như vậy. Đó, và như hôm nay em gặp chị chẳng hạn, thì em sẽ thấy là ồ, chị Trinh có cái từ này hay này, mình về mình sẽ học cái từ đó, và mình sẽ học thật là sâu để mình hiểu rằng là chị Trinh nói cái từ ấy nghĩa là gì. Và khi mình hiểu rồi thì mình có quyền để mình nói, mình có quyền để mình sử dụng. Châu vừa đưa ra một ví dụ hết sức cụ thể là làm sao để có thể chuyển tải được một cái thông điệp đau to búa lớn. Đã. Một cái tinh thần để mình chuyển hóa được. Và họ có những cái hành động mà sau đó thì cuộc sống họ thay đổi. Đã. Bằng những cái từ rất là đơn giản, dễ hiểu mà chính Châu là người trải nghiệm hết. Thì sau đó Châu mới dám chắc chắn để chia sẻ với mọi người. Và cái sự tự nhiên chân phương nó đến từ đó. Và khi mà các bạn làm nội dung thì mong rằng là chúng ta cũng sẽ làm cái điều mà chúng ta thật sự hiểu. Yeah. Chúng ta đã có trải nghiệm, chúng ta đã có nhiều cảm xúc. Yeah. Thì mình sẽ dễ dàng để mà có được cái sự rung động và cái sự tin tưởng, tạo được uy tín từ phía của người sáng tạo nội dung, truyền tải tới người xem hơn. Hơn là mình giống như một cái từ điển sống mà cũng không ai mong ước là mình sẽ trở thành một người đa năng, biết hết tất cả mọi thứ trên đời, tuốt tuần tuột, thông tuệ mọi thứ. Và mong rằng là mọi người cũng sẽ nhìn cái góc nhìn của buổi trò chuyện ngày hôm nay như là một góc nhìn cá nhân của Châu, rất là thoải mái, đơn giản, và chính sự chân phương đó sẽ chạm đến trái tim của người xem. Vậy thì Châu ơi, giữ lửa và truyền lửa, cái nào khó hơn? Em thì em luôn luôn tin rằng là giữ lửa sẽ khó hơn. Tại vì khi mà mình có lửa rồi thì cái việc truyền nó rất là tự nhiên. Nghĩa là kể cả hôm nay em có lửa, em muốn nói chuyện với chị Trinh một buổi, thì chị Trinh có sẽ cảm giác là ô, con bé này nó có cái này hay này, nó có năng lượng này. Còn hôm nào mà em không có lửa thì chị cũng cảm giác là hôm nay con này phải đi về đi ngủ bớt đi nha. Thì em nghĩ rằng là cái truyền lửa nó chính là bản thân mình. Hôm nay tôi rất là nhiều cái thứ mà tôi muốn cống hiến, tôi muốn mang đến cho bạn. Cái năng lượng tôi bước vào căn phòng, tôi rất là yêu thương và tôi rất là vui vẻ. Thì tự nhiên mọi người cũng sẽ được truyền một cái điều gì đó, một cái năng lượng gì đó. Mình không cần phải làm gì nó quá lớn lao để mình truyền được cái bước đó. Nhưng nếu mà mình không chăm sóc bản thân mình không có nội dung, các bản thân mình không có nội dung. Bản thân mình, em hay nói rằng là, đôi khi em hay nói là dạo này mình hơi nhạt. Là mình, cuộc sống của mình nó cứ theo một cái vòng quay, mình không có thêm cái nội dung gì cả.
bản thân mình cũng cảm thấy là mình chẳng có gì để mình nói, mình không có gì mình kể, thì em sẽ cảm thấy là ơ dạo này mình hơi nhạt, mình phải xem thêm, đọc thêm đi, mình ra ngoài mình nói chuyện thêm để mình có thêm những cái nội dung, để khi mà mọi người hỏi mình một cái gì đó thì mình sẽ có những cái để mình nói, hoặc là mình sẽ cảm giác là mình tự tin khi mình bước vào một căn phòng. Thì em nghĩ rằng là cái việc giữ lửa nó sẽ cần thiết, và việc truyền đi nó sẽ rất là tự nhiên. Thú vị quá à. Ngồi nói chuyện với Châu á cả ngày cũng thấy chán nữa. Nhưng mà mình thì cũng có cái thời gian giới hạn, nên là Trinh nghĩ chắc mình sẽ đẩy nhanh cái khúc sau. Vâng, đúng. Bằng cách là mình lật mở là cái thẻ Việt Nam Icon Time 2024 này. Dạ, vâng. Mỗi thẻ đều là một câu hỏi. Dạ. Và khi lật ra thì bạn chỉ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời thôi. Còn vậy 5 giây ạ? Ừ. Okay. Như vậy mới có thể thấy là những cái chân thật chắc nó sẽ hiện lên đầu tiên trong tiềm thức. Bắt đầu. Nội dung mà bạn chưa bao giờ làm nhưng rất muốn thử sức trong tương lai. Em rất là muốn được đến Bhutan. Em rất là muốn được đến Bhutan, tại vì em có được nghe rằng là đấy là một đất nước mà hạnh phúc nhất thế giới, và em rất là muốn đến đó, và em chỉ muốn thử sống thôi. Nhưng mà em chắc chắn rằng là khi mà em thử thì em sẽ ra rất là nhiều những cái suy nghĩ mới trong lòng mình, và từ đó thì đấy sẽ là cái nội dung mà em mong muốn, là em có được một cái trải nghiệm ở một cái nơi hạnh phúc nhất thì em sẽ cảm thấy thế nào. Chờ đón Sari đến với Bhutan nhé. Chị chưa lỡ duyên bao nhiêu lần rồi. Em cũng thế đấy, chưa có duyên nha. Bhutan em nghe nói rằng là một nơi mà phải có duyên thì đến được. Một sản phẩm và video của bạn, của bản thân mà bạn thích nhất. Thì gần đây nhất là cái bộ Hoàn Châu Cách Cách mà em chụp Halloween. Tại vì thật sự với chị Trinh là cái bộ ảnh đó, tất cả mọi người xung quanh em vào buổi tối ngày 30 là mọi người đều nói với em là em sẽ không thể thực hiện được. Tại vì lúc đấy em còn chưa có ý tưởng và cũng chưa có bất cứ một cái sản xuất gì hết. Em chưa chuẩn bị một cái gì hết. Nhưng mà em rất là muốn làm một cái bộ hình mà nó mang lại tiếng cười cho khán giả của em vào ngày 31. Vậy nên là trong một cái đêm hôm đó là người yêu em nói với em là em không thể làm được, tại vì em chỉ cần ngủ thôi vì đã quá mệt rồi và quá nhiều thứ xảy ra trong tuần vừa rồi, em hãy nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà em đã nhất định là em sẽ làm được, và cuối cùng thì nó đã được sản xuất. Trong 4 tiếng mà em đã chốt được mọi thứ, khâu sản xuất. Và ngay sáng hôm sau là 10 giờ sáng sản xuất và 6 giờ tối là có bộ hình ở trên tất cả các nền tảng. Thì đấy là cái lúc mà em cảm giác là em có thể làm được rất là nhiều thứ mà em tưởng rằng là đấy là cái điều nó bất khả thi. Và đấy cũng là cái lúc mà em rất tự hào với cả team của em rằng là mình nói được và mình làm được. Và team của em cũng có niềm tin vào việc là khi mà chúng ta cùng nhau cố gắng và chúng ta cùng nhau gọi là cùng một cái mục tiêu ấy, thì kiểu gì chúng ta cũng làm được hết. Thế là lúc đấy em tự hào lắm. Lúc đấy em không làm được là em buồn nha, em xấu hổ nha. Tiếp tục. Cách bạn áp dụng nhất để tái tạo khả năng sáng tạo của mình. Như em nói rằng là cái khoảng lặng là mình sẽ dành thời gian tĩnh lặng cho bản thân mình, nhìn ra một cái cảnh đẹp, như Châu thì là nhìn ra một cái khu vườn của mình. Kim chỉ nam của bạn để không chệch hướng khi làm nghề là gì? Là bố mình. Tại bố em rất là nghiêm khắc, và khi mà mình làm một cái gì đấy mà nó hơi chệch hướng thì bố sẽ nhắn tin rằng là hãy làm những gì là chính mình, luôn là chính mình. Việt Nam tiếp này. Nếu phải kể ra một dấu ấn cá nhân để khán giả luôn nhớ đến mỗi khi nhắc đến nội dung của bạn thì đó sẽ là gì? Thì Châu nghĩ rằng là mình đã từng là một cô gái 39 cân, và không ai tin rằng là mình có thể làm thời trang, và mình đã tập luyện ăn uống để mình có một cơ thể nó cân đối hơn, và mình đã làm thời trang đến năm nay năm thứ 10. Và mình tự tin và mình cảm thấy tự hào bản thân mình vì mình đã chứng minh được rằng lùn không làm sao hết. Nếu bạn có thể quay lại quá khứ và đưa ra một lời khuyên cho bản thân vào ngày đầu tiên bước vào nghề thì đó sẽ là gì? Đó sẽ là cứ làm thôi, đừng sợ. Tại vì chưa làm thì mình sẽ không biết là phải giải quyết từ đâu. Và sợ thì mình sẽ không bao giờ dám làm gì hết. Nên là cứ làm, đến đâu thì giải quyết và đến đâu thì học đến đó. Đừng có sợ quá, vì mình cũng là một cái người mà nhiều nỗi sợ. Nếu phải miêu tả hành trình làm nghề của bạn bằng một bộ phim thì đó sẽ là bộ phim nào? Và hôm trước thì Halloween thì chị Shin có làm một cái bộ hình là Tây Du Ký cùng với cả team của chị. Thì mình thấy rằng là thật ra là cái hành trình của mình cũng giống với nha. Là mình cùng với cả đồng đội của mình vượt qua 81 kiếp nạn. Và đến ngày hôm nay thì cái hành trình nó vẫn còn dài, nó vẫn sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng mà nó luôn luôn đáng mong chờ. Một bình luận mà bạn nhớ nhất. Mình luôn luôn nhớ cái bình luận là mình quá lùn để có thể làm một cái gì đó. Mình quá lùn và quá bé để làm thời trang. Và luôn luôn bảo mình là mắt mình quá xa nhau và tai của mình quá to. Và rất là trông cái cô bé này nó quá lạ và họ không có thích. Nhưng mà lúc đó thì mình nhận ra rằng là đó là một cái lời chê.
nhưng đó là cái điểm mạnh của mình. À, bởi vì nếu như mà chân mình rất là dài, mắt mình cũng gần nhau và tai của mình thì không to, thì mình cảm giác như mình cũng không còn gì đặc biệt nữa. Chính cái việc là mình không cao như mọi người, nhưng mình rất là phấn đấu để mình có thể làm được như mọi người, mình cũng có đến được những cái ước mơ như mọi người, thì từ đó nó mới là một cái thứ truyền cảm hứng. Còn nếu như mình có sẵn tất cả mọi thứ, nó quá là may mắn với mình, thì đâu còn là một cái châu bùi mà có thể truyền cảm hứng là lùn vẫn có thể làm được cha được nữa. Nên là mình cảm thấy là ồ, may mắn nha. Lần đầu tiên bạn nhận ra nội dung của mình có sức ảnh hưởng đến người khác là khi nào? Cái thời gian mà mình tăng cân á, cái thời gian mà mình 39 cân và mình cố gắng tăng cân, thì có rất là nhiều bạn tập theo video của mình và ăn theo chế độ của mình, và các bạn ấy cho mình những cái hình ảnh á, là bạn ấy thay đổi ra sao, và bạn ấy tự tin thế nào, và bạn ấy cảm thấy yêu những cái bài tập của mình ra sao. Và cái mình nhận ra rằng là thứ mà thay đổi mình tích cực lên cũng giúp người khác tích cực hơn, thì lúc đó mình thấy là nội dung của mình ok. Đó. Một câu cuối thôi chị ơi. Còn một câu cuối cùng thôi. Làm nội dung mình thích nhưng có khả năng flop, hay làm nội dung mình không hứng thú nhưng dễ viral, thì mình xin khẳng định là làm nội dung mình thích thì cũng có khả năng flop nhưng mà cũng có khả năng viral. Còn làm nội dung mình không thích thì chắc chắn là flop trong chính lòng mình, là mình cảm giác mình đã mất đi những cái cốt lõi để mình làm nội dung, mà mình đang chạy theo một cái thứ nó rất là không đáng để mình chạy theo. Ok. Rồi. Chúc mừng chuyên mục I Can Fit cho Bùi đã vượt qua được 10 câu hỏi rất là nhanh chóng. Đâu phải 10 ông, đúng rồi, 10 được câu hỏi luôn. Trong 10 câu hỏi này á, trả lời rất là nhanh và sắc bén, nhưng mà Châu sẽ động lại. Câu hỏi nào gần với Châu nhất? Câu hỏi là làm kim chỉ nam là bố em. Tại vì thật sự là em vẫn luôn luôn cảm giác là bố em là một cái người mà đã cho em một cái tính kỷ luật này, và cho em những cái suy nghĩ rất là tốt trong công việc và trong cái đời sống. Và mình luôn luôn nghĩ đến rằng là mình sẽ làm những cái điều này cho mình và cho bố mình. Một người mà ở nhà xem mình ở trên mạng và ở xa con gái, cảm thấy rất là an toàn, cảm giác rất là yên tâm. Vì con mình dù đang không làm ngân hàng như bố mong muốn, nhưng mà vẫn đang làm rất là nhiều những cái nội dung tích cực đến các bạn trẻ. Và bố em thì vẫn có một cái kỷ niệm rằng là có một ngày bố em nhắn cho em, bố nói rằng là bạn bố á, là các mấy con của bạn bố á, và rất là thích em và rất là hâm mộ, thích lắm, mà nói rằng là vì chị Châu là làm nội dung tích cực, chứ không phải là chị Châu là xinh hay đẹp hay là mặc gì hết, mà là vì nội dung của chị Châu. Nên bố em rất tự hào. Bố em cảm giác là làm ở trên mạng đấy, nhưng mà là nội dung tích cực, là những cái điều mà nó ảnh hưởng tốt đến giới trẻ. Nên là bố luôn luôn nhắn tin là bố rất tự hào và tin con. Dạ. Nhan sắc là nhất thời. Rất thất thời thôi. Nhưng mà lại nội dung tích cực của mình còn mãi mãi đó. Chị nghĩ là đây cũng là một cái lời khuyên rất là hay cho các bạn nhà sáng tạo nội dung trẻ. Dạ. Khi mà khởi những viên gạch đầu tiên á, họ cũng có thể biết là mình nên bám víu vào đâu. Dạ. Theo em á, thì ngoài những cái yếu tố về sự kiên trì, kỷ luật nè, đam mê nè, lửa luôn phải được giữ nè, nó còn có những gạch đầu dòng nào mà bản thân Châu cảm thấy không có những cái này là không thể hoàn thành được cái chặng đường đi thỉnh kinh này? Em nghĩ rằng là với rất là nhiều gạch đầu dòng mà chị em mình đã bàn qua, thì nó vẫn chỉ quay về rằng là nó là cái gì mà mình rút ra trong hành trình của mình. Nhưng mà với những bạn bắt đầu thì em sẽ nói với các bạn ấy rằng là nếu mà thích thì cứ làm đi, chắc chắn là sẽ được chứ không có mất. Nghĩa rằng là mình sẽ làm, và đến cái thời điểm mà mình cảm thấy có thể rằng là cái ngọn lửa của mình đang rất là bùng cháy, nhưng mà cũng và mình nhận ra rằng là đây là một cái nghề của mình, đây là một công việc của mình, và cũng có thời điểm mà mình càng làm mình càng cảm thấy nó không phù hợp, thì nó cũng là một cái điều mà bạn nên thử để bạn biết rằng là mình đã làm đấy nhưng mà nó chưa hợp, nhưng mà mình vẫn sẽ có được những cái kỹ năng nhất định trong việc làm content, mình vẫn sẽ có những kỹ năng nhất định trong việc làm sáng tạo, và nó sẽ không phải là một cái gì đó mất mát cả. Bạn sẽ học được một cái gì đó và bạn sẽ làm một cái công việc khác phù hợp với bạn. Còn nếu mà nói rằng là làm thế nào để giữ lửa, thì mình sẽ nói rằng là đừng có quan tâm đến việc đó. Lửa cái ngày bùng, ngày lưu diêu là cái chuyện bình thường của tất cả các công việc này. Tất cả các công việc, dù là sáng tạo hay là công việc gì đi nữa, thì nó cũng là cái việc bình thường. Ngày chúng ta tốt, ngày chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy khỏe, chúng ta sẽ cảm giác là có nhiều năng lượng, và ngược lại là đừng có lo cái việc đó, mình cứ làm, mình đừng sợ quá, đến đâu thì mình giải quyết đến đó, mình cứ phải làm đi đã thì mình sẽ có cách đó, thì cho nghĩ rằng là mình hãy cứ làm thôi. Cảm ơn Châu rất nhiều vì đã đến với I Can Share. Mọi người thấy không, trong cái bức tranh đầy màu sắc của I Can Share 2024 đã có rất nhiều khách mời đến đây, An Trương nè, rồi Trinh Phạm nè,
anh Phương nè, rồi còn có cả Mây Chan, Kim Slay, và cuối cùng là Châu Bùi. Năm tập này chúng ta đều thấy là những cái màu sắc rất khác nhau. Họ nói cùng một chủ đề, đó là hành trình trở thành một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Trong đó đâu đó là có cách giữ lửa, cách giữ sự sáng tạo, cách giữ hạnh phúc của mình. Và đâu đó sẽ là những cái bí quyết để chúng ta sáng tạo đa nền tảng. Nhưng chung quy Trinh nhận ra là chúng ta đang đều học cách sống như một người trẻ, đầy khao khát, đầy dại khờ, và lúc nào cũng muốn mình đang đóng góp một phần tích cực cho cộng đồng. Và đó cũng chính là lý do để họ luôn luôn thôi thúc đi tiếp và nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực và tình yêu thương của các bạn người theo dõi. Và mong rằng nếu bạn là một người trẻ đang chuẩn bị khởi lên một ngọn lửa yêu thích công việc này, các bạn hãy tiếp tục quan sát, tiếp tục dấn thân, và chính các bạn đã là nội dung rồi. Và hãy sống một cuộc đời thật là thoải mái, thật là chân thật, thật là có ích. Từ đó nội dung sẽ từ bạn, sẽ tự nhiên lan truyền cho mọi người xung quanh. Cảm ơn Châu rất nhiều vì đã đến với I Can Share tập cuối này nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình I Can Share năm sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.